Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ở video trước tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về tác hại của việc dập bóng và xử lý một cái cây bị dập bóng như thế nào. Đến video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về sửa rễ cái cây khế này. Cái bộ rễ này thì cũng lâu rồi mình chưa sửa. Đến nay thì cùng với cái đợt mà cắt cành, chỉnh sửa cành thì mình sẽ sửa luôn bộ rễ này các bạn ạ. Vì cây khế này nó cũng là một cây khỏe. Như các bạn thấy video trước đấy, cành lá nó rất nhiều. Và cái cây này thì lâu rồi chưa sửa nên bây giờ mình sẽ sửa luôn. Thì việc đầu tiên là mình sẽ nâng cái bờ đất này lên. Đấy, nâng lên rồi là mình sẽ dùng cái móc mình cào bớt các cái đất thừa đi. Và sau đấy thì mình sẽ cắt sửa cái má mặt bên ngoài thôi. Còn cái phần rễ bên trong lõi của cái bờ đất này thì mình sẽ không sửa nữa. Thế những cái nào cần thì mình để, còn không thì mình bỏ. Cái rễ này thì nhìn nó cũng tương đối đẹp. Tất nhiên là đẹp đối với mình thôi, chứ có những bạn bảo ui rồi mẹ xấu nhưng mà đun nó mà khen đẹp thì mình cũng không cãi nhau các bạn cái vấn đề đó. Thôi không nói nhiều, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Và các bạn có thể theo cách của tôi để làm với những cái cây của mình. Sau đây mời các bạn theo dõi. Việc đầu tiên là mình dùng cái móc này để mình cào cái phần mặt đất trên này, để xem có đá sỏi hay những cái thứ gì mà không cần thiết thì mình sẽ loại bỏ đi. Đấy, chẳng hạn như đá sỏi thì cây nó không ăn được mà để thì nó vướng, hay là các cái rác gì đó thì mình cũng lấy mình bỏ đi. Mình cào một cái rãnh xung quanh này. Đây, mình cào để mình nâng cái cây này lên. Với một cây khỏe thì các bạn nâng lên nó không chết đâu, vấn đề các bạn ạ. Nay thì trời mưa đất nó hơi bẩn, nhưng mà vì mình bận quá nên là thôi tranh thủ chủ nhật mình làm thôi. Tiếp theo là mình sẽ lựa để mình kích cái gốc này lên các bạn ạ. Mình dùng cái cây xiến này để mình chọc cho đất này nó rơi ra. Đất này cũng lâu lắm mà chưa thay. Đất này đến nay thì rễ cây nó ăn cũng nhiều rồi. Và trong này có rất nhiều rễ đây. Và bây giờ thì nó vẫn đang còn tơi xốp các bạn ạ. Vì đất này đất nung nó tơi xốp được rất là lâu. Và mình có thể dùng các cái que như thế này mình chèn vào để nâng cái bầu này lên. Đấy, nâng như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta dùng móc chúng ta cào cái rễ này. Kiểm tra xem có vấn đề gì không. Lần này mình không lấy dao mình cắt xung quanh là vì mình muốn kiểm tra xem có cái rễ nào mà ưng ý mình để lại các bạn ạ. Mình mà cắt như vậy thì có khi bị đứt mất các cái rễ mình cần. Thì cái chậu này nó không phải là chậu tròn. Đây, ví dụ có rễ đây này. Và trên này mình cũng sẽ cào. Cào để tạo cái độ tự nhiên cho cái phần trên này. Cái này rất nhiều rễ tơ các bạn ạ. Và khi móc như thế này thì chúng ta móc nhẹ nhẹ để mình giữ lại những cái rễ cần thiết. Đấy, hoặc là các cái rễ mà mình cần thì mình có thể xếp lại sau. Nếu mà các bạn giật mạnh quá thì có khi là nó lại đứt mất các cái rễ mình cần. Và sửa rễ này thì các bạn chọn ngày trời râm mát là tốt nhất, không nên chọn ngày nắng. Như hôm nay thời tiết này là rất râm mát đây. Mình xem đối với các cái rễ lớn này mà nó không có phân nhánh thì mình cũng phải cắt. Cắt để tạo phân nhánh cho nó các bạn. Đây là ví dụ ngày trước mình cắt đây là nó phân nhánh được mấy nhánh đây này. Và bây giờ trên cái chậu này nó chật chội khó làm thì mình sẽ đưa nó xuống đất các bạn, để làm cho nó tiện. Mình đã đào cái cây lên rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ đưa xuống đất. Tiếp theo cái bầu đất này nó khá dày thì mình sẽ cắt bớt phần dưới đi. Bây giờ mình lật cho các bạn xem. Đây các bạn thấy này, phần đáy này nó nằm áp xuống cái đáy chậu rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt bớt phần này đi. Vì nếu mà mình mà không lấy cái phần đáy này ra thì khi mình đưa vào chậu nó rất là cao. Và mình cắt đi như thế này thì sau này nó sẽ ra một lứa rễ mới ở đây. Sau khi cắt xong cái mặt đáy này thì chúng ta úp cái cây này xuống để chúng ta chỉnh xung quanh. Đấy, nó như này đây các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra các cái rễ này. Rễ này mình có thể bè nó lên đây. Rễ khế thì nó cũng không cứng bằng cành các bạn. Cành có vẻ cứng hơn. Và đối với cái rễ nào mà nó quá dài thì mình cũng nên cắt bớt cho nó phân nhánh. Đây, ví dụ như cái này. Trên này rất nhiều rễ tơ nhưng rễ này nó đi thẳng nhiều quá thì mình cắt bớt đi. Không nên tham. Đối với cái rễ này nó thẳng các bạn này. Nó xuống một tận dưới đáy là nó mới phân nhánh thì mình cũng nên cắt trên này. Sau này là phân nhánh trên này. Vì bây giờ mình mà tiếc mình không cắt thì sau này nó chả bao giờ phân nhánh cho mình nữa. Đấy, như cái này trước mình cắt đây nó phân được 2 nhánh, 3 nhánh này. Giờ hai cái này mình lại cắt tiếp. Về rễ thì nó giống cành các bạn ạ, mình cắt thì nó phân nhánh được. Không cắt nó không phân nhánh cho mình nữa. Các cái rễ lớn bên trong mà nó vướng víu quá mình cũng nên cắt. Cắt để nuôi cái rễ ngoài.
Đang ra rễ mới được bạn này. Khi mà mình trồng bằng đất nung các bạn, nó có cái hay là các cục đất rất to, thì khi cái rễ nó đi nó mắc vào thì nó sẽ tự quanh co chứ nó không có đi thẳng, nó không có bị đơ. Để mình xem những cái rễ nào mà nó ở phía bên ngoài này mà có thể cho ra ngoài được thì mình cho nó ra. Đối với những cái rễ mà nó phát triển bên phía mặt ngoài này, chúng ta cố gắng chúng ta đưa nó ra, lôi nó ra. Đây, ví dụ cái rễ này nhìn nó rất dài nhưng mà từ đây đến đây nó không có cành thì mình cũng nên cắt ngang cho nó phần nhánh. Tiếp theo là những cái rễ bên dưới này nó dài quá mình nên bỏ này. Bây giờ còn cái phần bò đất bên trong này thì mình không đào nữa các bạn ạ. Bây giờ đưa lên để mình trồng. Trồng xong thì mình sẽ điều chỉnh rễ sau đấy lấp đất sau. Tiếp theo mình sẽ đưa cây lên trên chậu. Sau đấy mình sẽ điều chỉnh độ nghiêng của cái cây này. Bây giờ mình sẽ cho nó nằm như thế này. Và mình thể hiện đây là một cái cây bên bờ sông, đất lở và nó nghiêng như thế này. Tiếp theo mình sẽ điều chỉnh bộ rễ và mình ghim nó lại. Ghim nó lại sau đấy là lấp đất. Phần rễ nào mà mình ưng mắt rồi thì thôi, còn chưa ưng mắt thì mình phải điều chỉnh lại. Và đối với cái rễ này thì mình có thể dùng dây kẽm mình điều chỉnh. Mình dùng kẽm mình nắn vào đây để điều chỉnh cái rễ này. Lấy rễ trên làm điểm tựa, nắn. Và cái rễ khế thì so với cái cành nó đỡ đỡ giòn hơn các bạn ạ. Tuy nhiên là khi uốn chúng ta cũng phải từ từ. Đấy, nó được như thế này. Và bây giờ mình điều chỉnh cái rễ này xuống đây. Và bình thường thì làm cây cảnh có nhiều người chú trọng phần làm tay làm cành nhưng lại không chú trọng phần làm rễ, dẫn đến là cái cây của mình có bộ rễ nó không được đẹp. Đây, mình điều chỉnh như thế này. Còn những phần nào mà mình nhìn ưng mắt rồi thì thôi mình không chỉnh nữa. Và cứ như vậy chúng ta điều chỉnh. Và mình có thể kết hợp cả thêm các cái que để mình đỡ các cái rễ này các bạn này. Sau này các cái que nó mục đi thôi. Chỉnh phía bên này xong thì mình sẽ chỉnh phía đằng sau. Ở phía bên trong chúng ta điều chỉnh bằng cách dùng que ghim như thế này các bạn này. Để cho tăng cái phần độ nghiêng của cái rễ ra đấy. Vì cái này nó lúc đầu nó bị bóp vào. Đấy, và mình ghim như vậy để giữ được cái bộ rễ như thế này. Tiếp theo mình sẽ lót đất vào đây. Và các cái que này mình ghim rất là chắc rồi đấy các bạn. Đấy, tương lai thì nó sẽ mục, còn các cái rễ này nó sẽ phát triển. Và phía bên trong mình lấp rồi đấy các bạn. Lấp đến chỗ này. Lấp kín luôn phần dưới. Và tiếp theo là sẽ lấp đất phía bên này các bạn ạ. Bên này thì rễ nó tương đối đẹp rồi, mình làm nó cũng dễ thôi. Có cái này nó hơi bống thì mình lấy cái que mình ghim đây. Còn lại thì các cái rễ này tương đối được rồi. Bây giờ mình lấp đất lại là xong. Mình găm rễ tương đối chắc đấy các bạn ạ. Đây, cái này có cái que mình thấy chắc chắc. Và nếu các bạn mà làm giống tôi thì các bạn chú ý là phần gầm rễ đây này, chúng ta phải chèn chặt nhé. Bây giờ mình đưa đất vào. Mình chèn cái phần rễ này cho nó đúng theo ý định của mình. Sau này thì khi cây phát triển thì nó đúng theo ý mình. Và sau này thì mình cho lộ rễ lần sau nữa. Chứ như này chưa xong đâu. Quan trọng là chúng ta phải định vị được cái rễ. Đấy, bây giờ mình sẽ chèn cái phần gầm rễ này cho nó chắc. Cho nó kín đây này, để nó hổng này. Và khi mình sửa rễ các bạn thấy đấy. Cái cục đất bên trong này, cái bầu rễ nó đang còn rất to nên là các bạn yên tâm, nó không vấn đề gì cả. Và mình lấp kín để bảo vệ bộ rễ này, để khi nắng lên thì nó không bị cháy. Và chỗ nào mà đất chưa vào thì mình lại nhét thêm. Đấy, và đến khi lấp xong thì nó kín hết, không còn thấy gì cả. Và trong tương lai thì khi mình xối nước nó tròi rễ ra thì mình mới thấy được các bạn. Mình lấp kín luôn như thế này. Tiếp theo phần đằng trước này thì
Mình xem có cái rễ nào mà mình cần cho nó mọc dài thì mình cho nó dài ra đằng trước đi luôn. Lúc nãy có cái rễ này mình chưa điều chỉnh nên mình cũng lấy cái que mình ghim lại luôn. Và bây giờ mình lấp luôn phần này. Này, phần này trước nó đã lộ rồi thì mình lấp đến đây thôi. Đằng trước thì mình tạo cho nó một cái phần dốc thoải thoải này, nhìn cho nó dễ chịu các bạn ạ. Cho nó nhẹ nhàng này thôi. Và như thế này là tạo một con nước các bạn ạ. Sau này thì mình cho lộ rễ sau. Và cây này đến khi mình tạo tiểu cảnh cái cây bên bờ sông thì mình sẽ phải đưa một cái chậu to hơn các bạn ạ. Chỗ này mình thể hiện nó sẽ không hết được. Cuối cùng là mình tưới nước cho nó. Mưa nhưng mình cũng tưới cho nó một chút nước để cho đất nó ôm một cái rễ. Mình tưới luôn cái phần này để cho nó mặt đất cho nó tự nhiên. Và cuối cùng là mình rửa cái phần thành chậu đi cho nhìn cho nó thẩm mỹ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về việc sửa rễ cái cây khế này và trồng lại vào đây. Các bạn có thể áp dụng cách này để sửa rễ cây khế cho mình cũng như các cái cây khác. Và cây này hy vọng trong tương lai nó sẽ là một cây đẹp. Và trong tương lai thì mình sẽ thể hiện nó là một tác phẩm bên bờ sông, hoặc là bến quê, hoặc là một cái tác phẩm gì đấy. Với một cái cây nó nghiêng ra sông, hoặc là nghiêng ra một bến đò. Cây này hy vọng khoảng 3 năm nữa sẽ hoàn thành. Phần gốc thì tương đối được, nhưng mà phần cành thì chưa được, nên là mình cần có thời gian làm thêm. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.